Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay em về được một con cắt sắt Hitachi nha anh em. Con này nó xài đá là đá 355 nha anh em. Đó, em đã lên điện 220 cho anh em mình dễ đi công trình hoặc là mình dùng điện nhà cho dễ ha. Đó, lâu lâu em lên được một con 220 anh em ha. Đây, bây giờ em xin đọc một cái thông số cho anh em mình nha. Cắt sắt Hitachi. Mã của nó là CC14SA nha. Điện là điện 220 nha. Đá là đá 355 nha. Dòng tua là 4.300 dòng trên phút nha. Con này công suất của nó thì nó không có ghi nhưng mà thường là 1.000 hoặc là 1.100 đổ lên là nha anh em. Đó. Tại dòng này thì dòng nó cũng lớn, công suất nó tầm hơn 1.000 ha. Đó, ngoại hình là em đã vệ sinh máy lại ha. Đó. Khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, em gắn đá rồi cho anh em mình về dễ sử dụng ha. Đó. Giờ em test máy cho anh em mình xem luôn ha. Hoạt động của máy ha. Cắt khá là ok luôn nha anh em. Ngoài hình máy nha anh em ha. Đó. Con này hoạt động ok ha, ngoại hình này khá đẹp ha. Đó, điện là được điện 220 ha. Đó. Thì anh em quan tâm đến con cắt sắt Hitachi này thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.